Xin chào các anh chị và xin chào các nhà đầu tư. Bài học đầu tiên, tôi sẽ nói một chút lý thuyết để cho mọi người hiểu Bitcoin là gì. Được chưa ạ? Vâng, có lẽ chúng ta nghe cái thuật ngữ Bitcoin này rất nhiều lần rồi. 3-4 năm trở lại đây, báo chí Việt Nam đưa tin về Bitcoin liên tục. Chúng ta cũng search Google, nghiên cứu, cũng có rất nhiều các bài viết. Thậm chí trên tay tôi có hẳn một cái cuốn sách là GS of Current Cryptocurrency, dịch ra tiếng Việt là kỷ nguyên tiền điện tử, cũng hướng dẫn rất là nhiều các thông tin về Bitcoin. Thì các bạn có thể mua cuốn sách này đọc nhé. Tên tiếng Việt của cuốn sách là Kỷ nguyên tiền điện tử, tiếng Anh là GS of Cryptocurrency. Thì tôi sẽ xin phép là trình bày một số các ý thôi, không phải là tất cả. Các anh chị có thể kiểm chứng những cái thông tin này trên mạng hoặc là Google search thêm nhé. Vâng. Thì chúng ta có thể hiểu ở đây là Bitcoin nó là một cái giải pháp thanh toán. Một cái giải pháp thanh toán, đúng không ạ? Payment system, chứ người ta không gọi nó là money. Chưa bao giờ tôi thấy người ta gọi nó là money, đúng không ạ? Mà người ta gọi nó là cryptocurrency. Tức là nó là một cái dạng thức tiền kỹ thuật số, dịch ra tiếng Việt. Đấy, nó được tạo ra và lưu trữ hoạt động dựa trên một cái công nghệ có tên là blockchain. Và dịch ra tiếng Việt là công nghệ chuỗi, đúng không ạ? Block là các cái chuỗi, vâng, các cái khối chuỗi, đúng không ạ? Chain, đúng không ạ? Là chuỗi nó sâu lại. Đây là một cái công nghệ mà nó cho phép là chúng ta mã hóa và chia cái việc là lưu trữ cũng như là việc chuyển đổi các dữ liệu. Thế thì Bitcoin là được phát minh hay là được đồn đoán, người phát minh ra nó chính là ngài Satoshi Nakamoto. Cái tên mang tính chất của người Nhật. Và cho đến hiện nay thì cũng không ai biết người đàn ông nào hay người phụ nữ nào tên là Satoshi Nakamoto cả. Người ta chỉ biết dưới một cái gọi là mật danh như vậy. Vâng. Và ông này phát triển Bitcoin dưới dạng một cái phần mềm mã nguồn mở từ năm 2009 tới nay. Với lịch sử phát triển gần 10 năm, mới chỉ bùng nổ tại thị trường Việt Nam cách đây khoảng 2 năm. Vâng, 2 năm. Trước đó thì cũng có thông tin về Bitcoin nhưng mà mọi người cũng rất mơ hồ và cũng chẳng ai để ý đến cả. Chỉ khi nó bùng nổ là gì ạ? Giá cả trong năm 2017 tăng chóng mặt, đúng không ạ? Tăng lên tới hơn 20 lần và kéo theo rất nhiều các đồng tiền kỹ thuật số khác như đồng ETH cũng tăng hơn 50 lần, 100 lần trong năm 2017. Quá là tuyệt vời, quá là khủng khiếp, đúng không ạ? Nó tạo ra một cơ hội giúp chúng ta trở nên giàu có nhanh chóng và nhiều về mặt số lượng, nhanh chóng về mặt thời gian. Đó. Bitcoin có một cái giới hạn là chỉ có 21 triệu đồng hay là 21 triệu mã Bitcoin được tạo ra dựa trên thuật toán. Người ta gọi là thuật toán đào Bitcoin, Bitcoin mining. Vâng, Bitcoin mining tức là chúng ta sẽ phải kết hợp bằng những cái công nghệ blockchain, bằng máy móc để chúng ta đào ra được những đồng Bitcoin này. Và thực ra khái niệm đào là khái niệm không đúng. Và đó là cái khái niệm mà khi chúng ta tham gia vào hệ thống blockchain của Bitcoin thì những cái người thợ mỏ, miner sẽ được nhận một cái phần thưởng. Và cái phần thưởng này chính là các khối chuỗi, người ta gọi nó là Bitcoin. Và trước đây thì một ngày người ta có thể đào được khoảng 1 bit. Hồi ban đầu rất là mới ấy, thì một ngày đào được 1 bit với một cái máy cùi bắp. Còn nếu mà bạn có một hệ thống nhiều hơn nữa thì một ngày bạn có thể đào được cái sản lượng hàng nghìn bit. Nhưng mà trước đây thì 1 bitcoin giá rất là rẻ. Các bạn biết là lần đầu tiên mà người ta chấp nhận đồng bitcoin để thanh toán là người ta mất là khoảng 1.000 đồng bitcoin. 1.000 đồng là về mặt số lượng nhé. Số lượng là 1.000 cái đồng Bitcoin đấy để mua được một chiếc bánh pizza. Và nếu như nói giá trị của ngày hôm nay, ngày hôm nay tôi quay cái video này, thì cái bánh pizza đấy có cái giá trị là hàng chục triệu đô la. Bởi vì giá Bitcoin ngày hôm nay là khoảng 11.000 đô la Mỹ một Bitcoin. Tính thanh khoản rất cao, chuyển xoẹt phát nhận khoảng 250 đến 260 triệu tiền Việt một Bitcoin. Còn Bitcoin là gì thì cũng không ai biết. Có cầm nắm được Bitcoin hay không cũng không ai hay, đúng không ạ? Chúng ta chỉ biết rằng nếu như
chúng ta có ví Bitcoin và trong ví đấy có một cái mã Bitcoin được quy định số lượng là 1 bit, 2 bit, 0.1, 0.2 bit thì chúng ta sẽ kiếm được tiền, chúng ta sẽ bán được và chúng ta có được tiền Việt, tiền đô la Mỹ về. Được chưa ạ? Vâng, Bitcoin được chia nhỏ đơn vị là 100 triệu đơn vị. Vâng, bởi vì nó được thiết kế để trở thành một đồng tiền kỹ thuật số để có thể giao dịch ở trên mạng. Cho nên đơn vị tính của nó chia rất rất nhỏ. Và giá của một Bitcoin hiện nay là, như tôi nói, là giá theo thị trường quy định là khoảng 11.000 đô la. Vậy, thế giá của một Satoshi là như thế nào, đúng không ạ? Satoshi là một cái đơn vị tính cho Bitcoin bởi vì cộng đồng những người yêu mến Bitcoin đã dùng cái đơn vị tính Bitcoin là tên của người sáng lập là ông Satoshi Nakamoto. Một đơn vị Bitcoin thấp nhất người ta gọi là một Satoshi, và 100 triệu Satoshi thì được gọi là một Bitcoin. Nó cũng giống như là cái đơn vị mà chúng ta đo dung lượng ấy, đúng không ạ? Bao nhiêu mê thì một ghi, bao nhiêu ghi thì một tê, kiểu như thế, đúng không ạ? Thế thì Bitcoin nó là một cái giải pháp thanh toán theo mô hình P2P, vàng P phở nhá. Tiếng Anh viết tắt P2P của chữ peer-to-peer, tức là chia sẻ ngang hàng giữa những cái người tham gia vào cái quá trình xác thực cái thông tin và cái giao dịch Bitcoin đó, hay còn gọi là các thợ đào, đúng không ạ? Vâng, thế thì chúng ta sẽ nhìn thấy rằng là Bitcoin ấy là có lịch sử được phát hành phát triển từ năm 2009, và rất lâu sau đó, mất khoảng 3-4 năm sau đó, thị trường cũng không có mấy người dùng, cũng không có mấy ai biết, đúng không ạ? Chỉ đến khoảng những năm 2012 trở đi thì thị trường mới bắt đầu có những cái khởi sắc, đúng không ạ? Trước đây giá của một đồng Bitcoin cũng giống như các đồng tiền altcoin bây giờ, rất rất là rẻ, có cái giá là lên tới 1/1000 đô la hoặc là 1/1000 đô la, 0.001 hoặc 0.0001 đô la một cái đồng Bitcoin hoặc là một cái đồng altcoin nào đó, đúng không ạ? Vâng. Bitcoin có những cái đặc tính rất là quan trọng như là tính ẩn danh, sử dụng các công nghệ chia sẻ ngang hàng, đúng không ạ? Và không phải thông qua một cái trung gian nào đó, ví dụ như là ngân hàng chẳng hạn, không cần, họ chuyển trực tiếp luôn, đúng không ạ? Cho nên ấy, vâng, đồng Bitcoin hiện nay là một cái đồng tiền mà rất đặc biệt và thế giới rất là quan tâm, xem là cái bước đi tiếp theo của nó là gì. Nó có thể là thực hiện cái sứ mệnh của nó là giúp các đồng tiền kỹ thuật số được phát triển một cách rộng rãi hay không, dựa trên công nghệ blockchain, đúng không ạ? Với cái tính ẩn danh và giao dịch thì cũng không cần lệ phí, đúng không ạ? Nó càng được nhiều người tin tưởng và chấp nhận. Bitcoin có độ bảo mật rất là cao, được chưa ạ? Xuất hiện hoàn toàn tự động dựa trên các thuật toán mà Satoshi đã đưa ra. Vâng, và ai cũng có thể sở hữu được cái thuật toán này thông qua cái việc là chúng ta có thiết bị phần cứng, chúng ta có cái phần mềm để chúng ta chạy các cái chương trình đào Bitcoin, đúng không ạ? Vâng. Thế rồi thì người dùng sẽ lưu trữ Bitcoin qua ví, và muốn kiếm được Bitcoin thì chúng ta phải đào. Đấy là một số khái niệm, và chúng ta có thể nhập các máy móc để đào Bitcoin. Tiện đây thì tôi cũng nói luôn là nếu mà các anh chị cần nhập máy móc đào Bitcoin, các anh chị có thể liên hệ với tôi, giảng viên Phan Anh. Tôi sẽ hỗ trợ các anh chị và liên hệ với anh chị để các anh chị có thể mua máy đào với giá tốt nhất, đúng không ạ? Tôi có một đội ngũ các anh chị bạn bè học sinh đang ở Trung Quốc, làm gì ạ, cũng đang chuyên đánh những cái sản phẩm này về và nhập khẩu trực tiếp nhé, qua hải quan đóng thuế đàng hoàng. Đấy, về để lắp máy đào, được chưa ạ? Đầu tư sinh lời cũng rất là tốt. Thế rồi thì chúng ta cũng sẽ thấy rằng là gì ạ, Bitcoin là một cái đồng tiền kỹ thuật số mà mang tính biểu tượng, bởi vì nó đi đầu tiên, và ngày nay thì người ta giao dịch Bitcoin rất nhiều. Tổng giá trị giao dịch thị trường tiền kỹ thuật số có thể đạt khoảng 500 tỷ đô la hiện nay. Thời kỳ cao điểm nó có thể đạt 800 đến 1.000 tỷ. Thì riêng Bitcoin chiếm khoảng 70% giá trị giao dịch, còn 30% còn lại thì dành cho cỡ khoảng 1.300 cho đến 1.500 số các đồng altcoin hiện nay đang được giao dịch. Như vậy tôi vừa nói sơ lược, sơ bộ về một số những cái tính năng, những cái đặc điểm của cái đồng tiền
Bitcoin hay còn gọi là tiền kỹ thuật số, tiền mã hóa, đúng không ạ? Vâng. Bitcoin thanh toán qua mobile rất là dễ dàng, qua máy tính, qua ví, đúng không ạ? Rồi thì hoạt động là không phải là có thời gian như là ngân hàng, đúng không ạ? Hoạt động 24 giờ trên ngày, 60 phút trên giờ và 60 giây trên phút, hoạt động liên tục, đúng không ạ? Bất kể thời gian không gian. Đấy. Và Bitcoin nó cho phép chúng ta có thể chuyển cái đồng Bitcoin này và nó mang giá trị đến bất kỳ một cái quốc gia nào, miễn rằng người đấy có ví để nhận Bitcoin. Mà ví nhận Bitcoin thì hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi sẽ hướng dẫn các anh chị tạo lập các cái ví blockchain hay là các ví Bitcoin để chúng ta có thể làm được như vậy. Được chưa ạ? Nó là một cái phương thức thanh toán là mang tính chất toàn cầu, không có rào cản về mặt ngôn ngữ, không có rào cản về mặt chi phí. Chúng ta gửi xoẹt cái là xong, đúng không ạ? Và nó bảo vệ chúng ta về mặt danh tính rất nhiều. Để tìm hiểu thêm về Bitcoin một cách chính thức thì các anh chị có thể truy cập các cái trang web như là bitcoin.com hay là bitcoin.org hay là bitcointalk.org vân vân. Rất nhiều các cái trang web nói về Bitcoin rất là chính xác, rất là chuẩn mực. Hoặc là vào các cái sàn giao dịch nó cũng có các phần bản tin và chúng ta tìm hiểu thêm. Thì trong cái thời lượng của cái video mang tính chất giới thiệu Bitcoin là gì thì tôi xin phép tóm tắt với các anh chị một số những cái thông tin như vậy, được chưa ạ? Và xin giới thiệu các anh chị các cái trang web, các cái công cụ hoặc là các cuốn sách để các anh chị có thể tìm hiểu thêm chuyên sâu hơn. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn các anh chị đã theo dõi video này. Xin chúc các anh chị có nhiều Bitcoin. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị.